một đó sao không cho cái Gobe nó dở ra hỏng đứt lên nặng, nhưng mà rút cái cặp đầu chạy cá bạn nói giờ nó dưới cặp đầu chạy nên dở ở cái đầu trước lên thì nó bị đè đầu chạy cái máy vườn lên nó đụng rồi không đưa gạo nó dở đứt lên nó rút cái đầu á rút ở trong vòng rút về ống số chạy ra ngoài luôn. Có đâu cho cầu đi xuống là lên à, tại nó vướng nó đi chỉnh cái đầu nó tấp lên cái đuôi nó gần xuống rồi. Thank you.
đập ấm hai xuống phà luôn các bạn. Sau khi đi sập cầu xong rồi người ta kéo lên xong rồi giờ xuống phà đi cắt các bạn ơi. Qua các con đất bị về nữa các bạn. Công nghiệp anh em bằng máy móc bị trục chặt này kia rồi rất dở. Hôm đầu gần cả buổi nữa làm mà không lên nữa các bạn. Qua chụp bằng gì anh Tân? Nãy cho máy cắt vô rồi lên này không chịu đâu. Nãy cho máy cắt lên vô rồi làm lên này. Khỏi ngâm luôn nữa. Gịch lên luôn á, hạ cầu này xuống là lên. Hả? Xuống không? Dạ, xuống thôi, dở cầu à.